khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, các quốc gia trên toàn cầu đã báo cáo hơn 2 triệu trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong tuần qua. Con số này cho thấy sự gia tăng theo cấp số nhân kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới gần 45 triệu ca mắc. Trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia báo cáo có số lượng người nhiễm COVID-19 nhiều nhất vẫn không thay đổi trong 3 tuần qua là Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Brazil và Anh. Mỹ với số ca nhiễm COVID-19 hiện đã vượt ngưỡng 9,1 triệu ca. Ấn Độ có số ca mắc hơn 8 triệu ca. Brazil đứng thứ 3 trên thế giới với số ca nhiễm gần 5,5 triệu ca mắc. Trong tuần thứ 2 liên tiếp, châu Âu có số ca mắc COVID-19 lớn nhất với hơn 1,3 triệu ca được xác nhận, chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm mới trên toàn thế giới. Ý, quốc gia bùng phát dịch đầu tiên của châu Âu, đang cân nhắc tái phong tỏa thành phố Milan và Napoli. Trong khi đó, lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 2 của Pháp sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 30 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 1 tháng 12 tới. Tất cả người dân được yêu cầu ở nhà, trừ trường hợp ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 21 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 44.912.842 người. Số ca tử vong 1.181.196 người. Số ca chữa khỏi 32.797.232 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.177 người. Số ca tử vong 35 người. Số ca chữa khỏi 1.062 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người. Số ca chữa khỏi 7 người.